Đi du học thì xác định là mình đã sống xa nhà rồi. Nếu như mà bạn có người thân ở bên Canada mà gần cái trường mà bạn đang theo học nữa thì rất là đơn giản. Vì đa số các bậc phụ huynh là đều cho muốn là cho con em mình sang ở nhà người thân, đúng không các bạn? Tuy nhiên mà nếu như mà bạn không muốn ở nhà người thân thì có thể là thời gian đầu mình qua mình chưa quen thì mình cứ tạm thời mình ở đó. Sau khi mình quen đường, quen môi trường, quen chỗ rồi thì mình có thể là tìm một cái chỗ nào đó thích hợp hơn, mình dọn ra mình sống riêng, mình sẽ không muốn là sống chung với nhà người thân nữa. Còn nếu như mà đối với những bạn không có người thân thì tất nhiên là trước khi mà sang Canada để du học thì các bạn phải tìm chỗ ở cho mình trước là đúng rồi, đúng không nào? Du học sinh khi mà đi du học Canada đó các bạn, thì chúng ta sẽ chọn cái loại hình nhà ở như là ở homestay nè, ở ký túc xá, hoặc là bạn có thể là thuê rồi xe phòng rồi ở chung với các bạn. Tuy nhiên thì mỗi cái loại hình nhỏ này nó sẽ có những cái ưu và cái nhược điểm riêng, và hôm nay thì mình sẽ phân tích cho các bạn. Về ở homestay thì ưu điểm là các bạn được sống chung với gia đình người bản xứ nè, nghĩa là bạn sẽ sinh hoạt như một cái thành viên trong gia đình của họ. Và đối với những bạn mà lần đầu tiên sống xa nhà thì cái hình thức mà homestay này thì sẽ giúp bạn là bớt đi cái phần nào cô đơn lạc lõng. Bạn sẽ được ăn chung rồi ở thì tất nhiên mình ở phòng riêng rồi, cùng gia đình người bản xứ chuẩn bị những bữa ăn, phụ những cái công việc trong gia đình, và lúc này thì bạn giống như là một cái thành viên thực sự trong gia đình. Điều này thì cũng sẽ giúp xóa mờ đi cái khoảng cách giữa chủ nhà và khách thuê, và điều này thì cũng sẽ giúp cho bạn có thêm những cái kỹ năng sống nữa. Và với cái loại hình nhà ở homestay này thì bạn sẽ không cần phải suy nghĩ là hôm nay mình sẽ ăn gì, mình sẽ mua đồ ăn ở đâu, vì gia đình homestay sẽ chuẩn bị các bữa ăn sẵn cho bạn rồi. Và khi ở chung với gia đình người bản xứ thì các bạn sẽ được trò chuyện với người bản xứ hàng ngày, và từ đó thì cái khả năng tiếng Anh của bạn cũng sẽ được nâng lên và giúp bạn được tìm hiểu được cái nền văn hóa, cách thức sinh hoạt của người dân bản xứ thì như thế nào. Tuy nhiên đó chỉ là những cái ưu điểm thôi. Thì điều bất lợi đó là đầu tiên phải kể đến là chi phí các bạn. Tất nhiên là khi mà bạn ở chung với gia đình người bản xứ thì cái chi phí nó sẽ cao hơn, tại vì cái chi phí này nó không những bao gồm tiền ở mà nó bao gồm cả tiền ăn nữa, thì nó sẽ dao động tầm khoảng từ 1.000 cho đến 1.500 một tháng, tùy theo cái vị trí homestay cũng như là tùy theo cái nhà mà bạn chọn nữa. Còn đối với những bạn mà rụt rè, ngại giao tiếp cùng với gia đình người bản xứ thì có thể là khiến bạn cảm thấy là khó khăn hơn. Tại vì những cái bạn mà các bạn linh hoạt á, thì khi mà ở chung thì bạn dễ dàng giao tiếp. Tuy nhiên là những bạn mà rụt rè thì các bạn sẽ cảm thấy là mình không được tự nhiên và cảm thấy rất là phiền phức. Và một số bạn thì khi mà ở chung với gia đình người bản xứ thì các bạn cũng chia sẻ rằng là ở chung với gia đình người bản xứ thì cái thức ăn của người ta mình sẽ không có phù hợp. Những cái món ăn của gia đình người bản xứ thì nó có thể là mình khó ăn hơn. Thật ra thì cái vấn đề này cũng rất là dễ giải quyết thôi. Nếu như những cái món ăn đó bạn cảm thấy không phù hợp thì bạn cũng có thể là góp ý chung với lại chủ nhà. Nhưng mà mình góp ý theo kiểu là nhẹ nhàng, góp ý theo kiểu khéo léo á các bạn. Tuy nhiên thì tốt hơn hết là khi mà đăng ký cái dịch vụ ở homestay này, với cái dịch vụ nào thì bạn nên nêu rõ là những cái món ăn nào bạn có thể ăn được, những cái món ăn nào là bạn khó mà ăn được thì sẽ giảm bớt được những cái phiền toái sau này. Các homestay thì tất nhiên là người ta sẽ có những cái quy định riêng, giống như là gia đình mình thôi các bạn. Thì vì vậy là khi mà bạn ở thì bạn cũng phải là tuân thủ theo những cái quy định đó, cũng như là đừng để tránh vi phạm hoặc là khiến cho chủ nhà không hài lòng khi mà bạn ở trong cái thời gian mà ở với chủ nhà nha. Canada thì có rất là ít trường có ký túc xá, và thông thường thì các ký túc xá thì đều nằm trong khuôn viên của trường, nên nó sẽ thuận tiện cho bạn là bạn sẽ không tốn là đi xe bus, bạn không tốn thời gian đi xe bus, rồi thời gian đi lại sẽ được tiết kiệm rất là nhiều. Các phòng của ký túc xá thường là không giống nhau các bạn. Có thể là những phòng này sẽ không được trang bị đầy đủ như bạn ở homestay. Các bạn sẽ sử dụng như là nhà bếp chung nè,
phòng tắm chung. Và tất nhiên thì cái giá thuê phòng ký túc xá nó chưa bao gồm ăn nên là giá nó sẽ nhẹ hơn, nó tầm khoảng là 500 đến 600 một phòng thôi. Và các bạn nên liên lạc với nhà trường để có cái thông tin chính xác về cái giá mà ký túc xá bạn sẽ ở. Còn nếu mà cần hỗ trợ thì các bạn hãy liên hệ với chúng tôi sẽ sẵn sàng hỗ trợ bạn. Thì đầu tiên như mà đã đề cập thì đó là cái khoảng cách mà từ trường đến chỗ ở của bạn nó khá là gần, nên là các bạn cũng không cần phải là dậy sớm để chuẩn bị là mình đi học cần những gì, và mình không cần phải đi xe đạp hay là đi xe bus, bạn có thể là đi bộ tới trường. Thì từ ký túc xá tới trường thì bạn đi tầm khoảng từ 10 đến 15 phút là tới trường rồi. Và thứ hai nữa đó là các bạn dễ dàng làm quen cũng như là kết bạn với những cái bạn sinh viên học chung trường, có cùng độ tuổi và có cùng sở thích. Thì đây cũng là một cách tuyệt vời để các bạn có thêm bạn bè mới trong cái thời gian đầu mới qua bên trường, đúng không nào? Đó là do là ký túc xá nằm ở gần khu viên trường nên là phòng thì tất nhiên là sẽ hết sớm, tại vì được các bạn sinh viên ưu tiên chọn. Nên là khi mà bạn muốn mà đăng ký ký túc xá thì bạn phải cân nhắc và bạn phải đăng ký thật là sớm, nếu không thì các bạn sẽ rơi vào cái tình trạng là danh sách chờ. Thì thuê phòng tất nhiên là được hình thức nhiều các bạn sinh viên lựa chọn rồi, tại vì các bạn thuê phòng các bạn sẽ thoải mái hơn, các bạn không phải phụ thuộc vào chủ nhà, hay là các bạn cũng không phải làm chịu sự quản lý cửa cầu của ký túc xá chẳng hạn. Khi mà bạn có bạn bè gì đó dẫn về phòng thì mình cũng không cần phải xin phép trước, hoặc là mình mời bạn bè tới phòng chơi ở bất cứ lúc nào. Giá thuê phòng ở những cái thành phố thì nó khá là cao và không phải là lúc nào thì bạn cũng có nhà để bạn thuê. Vì vậy mà để giảm cái tiền thuê nhà thì các bạn sẽ cùng nhau thuê một cái căn hộ ở chung và sau đó thì xây tiền phòng ra mỗi tháng. Hình thức thuê nhà tuy là rất phổ biến đối với sinh viên Việt Nam, và các bạn cũng phải lưu ý đó là khi thuê nhà thì các bạn cũng phải đọc kỹ cái hợp đồng trước khi mà đặt bút xuống ký cái hợp đồng đó. Và những cái căn hộ mà bạn thuê thì sẽ không được kiểm tra trước như bạn ở homestay hay ký túc xá. Vậy nên là khi mà bạn bắt đầu thuê cái căn phòng đó thì bạn phải coi là cái chất lượng của cái căn phòng đó nó như thế nào, an ninh xung quanh như thế nào, có thực sự an ninh hay không, và đều phụ thuộc hết vào cái khả năng quan sát cũng như là đánh giá của các bạn. Thông thường thì các chủ nhà sẽ yêu cầu bạn là sẽ đóng đặt cọc một tháng và các bạn phải trả tiền thuê nhà bằng tiền mặt hoặc là các bạn qua thẻ. Giá thuê cái căn hộ mà để xe ra thì các bạn sẽ trả từ 300 cho đến 500 một tháng. Giá cả thì chênh lệch nhiều hay ít thì nó sẽ phụ thuộc vào cái vị trí căn nhà của bạn nè, những tiện ích trong căn nhà cũng như là số lượng cái người thuê thì như thế nào. Tất nhiên thì khi mà mình ở nhiều thì tất nhiên là nó sẽ rẻ hơn là mình ở ít, đúng không đó các bạn? Đó là bạn phải cần phải tìm hiểu thật kỹ về an ninh khu vực mà bạn đang thuê như thế nào nè, cũng giống như là về hệ thống điện, nước, internet như thế nào, có tiện lợi hay không, hệ thống giao thông có thuận tiện cho việc đi học cũng như là làm thêm của bạn hay không. Và kiểm tra thật là kỹ cái hợp đồng thuê nhà các bạn, khi mà các bạn bắt buộc phải thuê nhà trong bao lâu, nếu như mà không tuân thủ thì các bạn phải bồi thường hợp đồng. Và cần kiểm tra kỹ là cái căn hộ đó là có chắc chắn là mọi thứ đã ổn hay chưa, cứ cần sửa chữa cái gì thì các bạn nên báo với chủ nhà trước để họ sửa chữa trước khi mà bạn dọn tới. Nếu như bạn gặp rắc rối trong vấn đề mà thuê nhà hay là về cái vấn đề chỗ ở thì hãy liên hệ với văn phòng chỗ ở tại địa phương của bạn thì văn phòng sẽ hỗ trợ các bạn. Còn nếu mà sắp tới bạn đi muốn đi du học Canada và muốn tìm cái nhà ở nhưng mà bạn chưa biết là mình tìm ở khu vực nào thì các bạn hãy liên hệ ngay với chúng tôi sẽ sẵn sàng hỗ trợ bạn. Công ty Tân Đại Dương là một trong những công ty du học đầu tiên và hàng đầu tại Việt Nam, được thành lập bởi đội ngũ các nhà quản lý và tư vấn du học có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành giáo dục cũng như được tu nghiệp và đào tạo ở nước ngoài. Với hơn 10 năm kinh nghiệm, Tân Đại Dương tự hào là nhà tư vấn du học chuyên nghiệp cho các du học sinh tại các nước trên thế giới, đặc biệt là Mỹ, Úc, Singapore, Anh Quốc, Hà Lan, Thụy Sĩ, v.v.
Cùng với đội ngũ tư vấn viên chuyên nghiệp, chúng tôi cung cấp các dịch vụ uy tín và trọn gói cho ngành du học du lịch Mỹ, bao gồm xử lý trọn bộ hồ sơ đi Mỹ từ A đến Z, kể cả các hồ sơ khó, đã từng rớt visa hoặc không đủ tài chính. Tư vấn chọn trường tại tất cả các tiểu bang ở Mỹ, chúng tôi tự hào là đại diện chính thức của hàng trăm trường đại học cao đẳng, trung học phổ thông tại Mỹ. Hướng dẫn các thủ tục xin visa, chứng minh tài chính, hướng dẫn điền form, dạy phỏng vấn du học, du lịch Mỹ. Khai giảng hàng tháng có lớp học phỏng vấn, đảm bảo cho học sinh có được sự tự tin trả lời được mọi câu hỏi của lãnh sự quán. Đặt vé máy bay, sắp xếp nhà ở, ký túc xá cho du học sinh. Với phương châm hoạt động là uy tín, chất lượng và mong muốn định hướng cho học sinh Việt Nam một nền giáo dục tiên tiến, môi trường học tập và sinh hoạt an toàn, Tân Đại Dương cam kết sẽ là người bạn đồng hành cùng học sinh Việt Nam trên đường tới chân trời tri thức. Mọi chi tiết xin liên hệ công ty Tân Đại Dương chuyên du học Mỹ, mặt tiền 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, điện thoại 0838484879, 0989006890, website www.tandaiduong.edu.vn.